Khi cả thế giới tưởng chừng như đã sụp đổ, một cái chạm nhẹ nhàng, mềm mịn như bông lại khiến cho vết thương đang rỉ máu như được chữa lành gấp bội. Trở về cội nguồn, từ khi các mô hình xã hội bắt đầu được kiến tạo, mối liên kết giữa con người và thú nuôi cũng dần được hình thành. Không dừng lại ở đó, các nhà nghiên cứu trị liệu đã tìm hiểu và phát hiện ra những ảnh hưởng tích cực sâu hơn của thú cưng trong việc chữa trị các vấn đề về thể chất, tinh thần và cảm xúc của con người. Liệu pháp bông gòn là một liệu pháp điều trị tâm lý mới dựa trên sự hỗ trợ của thú nuôi. Sự hiện diện của những nhân vật bốn chân ở trong cuộc sống của con người đã được chứng minh là gia tăng giao tiếp, trách nhiệm cũng như là cải thiện sự tôn trọng giữa các cá thể với nhau ở mỗi con người. Đặc biệt hơn, liệu pháp bông gòn được hỗ trợ bởi ngựa còn giúp cải thiện cơ bắp nữa. Lý do khiến cho liệu pháp này hiệu quả đến vậy có lẽ bởi sự xuất hiện của thú nuôi trong tâm trí của con người đang đóng vai trò như là một chất xúc tác cho giao tiếp. Về nguyên lý, con người cũng cần được tiếp xúc với động vật và thiên nhiên để duy trì sự cân bằng cho cuộc sống và đối mặt với những thách thức cả về vật chất và tinh thần. Đây còn gọi là xu hướng yêu thiên nhiên. Việc thiếu đi những yếu tố trong cuộc sống sẽ khiến cho con người dễ mắc những bệnh liên quan đến suy kiệt tinh thần hay hội chứng rối loạn thiếu tự nhiên. Một hiện tượng xảy ra khi con người dành ít thời gian ở bên ngoài trời hơn sẽ dẫn đến hàng loạt rối loạn trong hành vi. Thêm nữa, điều khiến cho liệu pháp này đặc biệt đến vậy nằm ở sự linh hoạt để thích nghi với từng triệu chứng. Tức là với hai bệnh nhân cùng mắc bệnh trầm cảm thì cách mà liệu pháp này hoạt động với mỗi người là khác nhau. Những nhân viên điều trị bốn chân hầu hết là chó, mèo, nhưng đôi khi chúng có thể là cá heo, lừa, ngựa, thỏ hay thậm chí là gà. Tuy nhiên thì điểm chung là tất cả đều được huấn luyện rất là kỹ càng để đáp ứng được hai tiêu chuẩn là biết nghe lời và thích các chuyến thăm. Các nhân viên thân thiện này phải trải qua huấn luyện về tiếng ồn, các địa điểm khác nhau như là xe buýt, công viên hay nhà riêng để sẵn sàng đối phó với tất cả những trường hợp có thể xảy ra khi phát bệnh đến từ bệnh nhân. Có thể nhiều người vẫn còn hoài nghi, nhưng một nghiên cứu bởi Harvey, Beamer và Hackbus năm 2014 đã chỉ ra rằng việc gặp một chú chó trị liệu hàng ngày, dù chỉ 5 phút, cũng sẽ giảm đáng kể nhu cầu dùng thuốc giảm đau ở bệnh nhân phục hồi từ các phẫu thuật thay thế xương khớp. Chính một người huấn luyện chó cho liệu pháp bông gòn cũng đã từng tâm sự: "Bạn có biết không, tôi đã từng nghĩ tôi là một người chủ tốt. Và đó chính xác là cách tôi đối xử với Annabelle, chú chó của tôi, như nó là một tài sản của mình vậy. Nhưng giờ đây tôi nhận ra, tôi có một bạn cùng phòng tràn đầy tình cảm, một người bạn đồng hành dưới hình dạng là một anh chàng bốn chân khó khỉnh." Khi người ta nuôi thú cưng, nếu liệu pháp bông gòn thực sự hiệu quả đến vậy, thì chẳng phải nên nhận nuôi một chú chó hay mèo luôn hay sao? Đừng vội lầm tưởng, bạn sẽ bị vỡ mộng đấy. Bản thân những chú chó, mèo được đưa vào liệu trình đã phải trải qua huấn luyện rất là kỹ lưỡng để có thể xác định được những bệnh nhân đang có vấn đề về tâm lý. Những thú cưng mà bạn mua ở ngoài kia thì không như vậy. Thậm chí ngược lại, bạn sẽ còn phải lo toan cho chúng đủ thứ, cung phụng, nịnh bợ đủ điều. Và cũng chính từ đó khái niệm những con sen bắt đầu ra đời. Nhưng mà tại sao người người nhà nhà vẫn cứ nối đuôi nhau để nuôi thú cưng? Nó chỉ là một phong trào hay vẫn là những hình bóng của liệu pháp ở đó? Có lẽ đằng sau những lần phát điên lên vì phải dọn đống đổ nát do lũ thú cưng gây ra, hay chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm mua cát, mua ổ, mua thức ăn phù hợp, thì chúng ta lại học được những điều hay ho từ lũ nhỏ bốn chân nghịch ngợm này. Người ta thấm nhuần sự trách nhiệm. Ngày đưa mấy nhóc bốn chân ấy về nhà thì cũng là ngày bạn chính thức đăng ký cho mình khóa học làm cha làm mẹ kiểu mẫu. Bạn sẽ bắt đầu theo dõi hàng loạt những cửa hàng thú cưng để tìm xem cái ổ nào sẽ phù hợp với con nhóc. Bạn sẽ băn khoăn là liệu nó có chịu đi vệ sinh vào cái đống cát vi sinh mà bạn mới mua hay không. Bạn bắt đầu tính toán xem số cân của con nhóc mèo một tuần tuổi thì ăn bao nhiêu hạt là đủ. Bạn đau đầu căn xem tỷ lệ pate và hạt bao nhiêu là đủ để cho cái hệ tiêu hóa nhỏ xíu của nhóc không bị đảo lộn. Bạn bắt đầu chặn mấy cái ổ điện cũng như là góc tủ để nó không chạy vô đó nghịch ngợm để rồi kêu gào bạn cấp cứu. Khi mọi suy nghĩ bắt đầu trở thành thói quen, bạn bắt đầu về nhà và bắt tay vào nấu cơm cho đứa con nhỏ.
Và thay vì nằm ườn ra đến tận 9 giờ tối sau một ngày làm việc vất vả, thì bạn bắt đầu dọn nhà thường xuyên hơn để không đồ vật nào có thể rơi vào cái mõm hủy diệt của con cún nhà bạn. Tay bạn như được thiết kế bởi Tony Stark để có thể bắt được con nhóc nhảy chạy lung tung khắp nhà. Bạn bắt đầu ra ngoài đi chạy, tập thể dục thường xuyên hơn bởi chú cún nhà bạn đã năn nỉ bạn từ lúc đi làm cho đến bây giờ. Bạn bắt đầu quán xuyến mọi việc trong cuộc sống để có thể dành thời gian cho một sinh vật đòi hỏi tình yêu thương 24/7. Bạn ý thức được còn một thành viên trong nhà nữa cũng cần được chăm sóc, yêu thương, thậm chí là dạy bảo cho gia trò. Nếu không phải trách nhiệm thì tôi chẳng biết gọi nó là gì nữa. Người ta luyện tập tính kiên trì. Bên cạnh trách nhiệm, tính kiên nhẫn cũng là thứ mà bạn cần trang bị để giữ cho cuộc sống giữa bản thân và những đứa nhóc này không vượt ngoài sức chịu đựng. Cứ thử một vài lần về nhà sau một ngày dài, thấy đống giấy bị xé tan tành, bình nước bị xô đổ đầy ra sàn, cát nằm ở khắp nơi. Nhưng rồi, thấy gương mặt đáng ghét đầy tội lỗi của lũ nhỏ lấp ló góc tường thì chỉ biết giờ khóc giờ cười, cặm cụi đi dọn. Cứ thử vài lần nấu một bữa ăn siêu ngon, siêu nóng hổi mà con nhóc gầy còm bốn chân nhà bạn vẫn cứ nhìn chằm chọc không chịu ăn. Chỉ đợi đến khi mớm bằng tay, nựng ngang nựng dọc thì mới biết là chốt đều với khách cũng chẳng khó khăn đến thế. Cứ thử vài lần đứng sau phòng bệnh, đợi bác sĩ khám cho con cún con ngáo ngơ đã nôn mửa cả ngày và chờ đợi kết quả mới biết hóa ra một tiếng tắc đường ở Hà Nội cũng chẳng sốt ruột bằng. Cuối cùng, kể cả khi mọi thứ đã xong, chúng cũng chẳng chịu tha mỗi khi bạn mệt lử ở trên giường hay là đang túi bụi với đống deadline. Chúng chỉ muốn được vút ve, vậy thôi. Đúng là lửa thử vàng, chó mèo thử sức chịu đựng. Người ta học cách yêu thương, nhưng trên tất cả, những cô bạn, anh chàng bốn chân này là những chiếc bình tình yêu không đáy. Trong đôi mắt tròn của chúng, chỉ có bạn. Đổi lại những lần khổ sở làm sen, bạn sẽ được một người coi bạn là cả thế giới. Một người mà chúng muốn gắn bó cả đời, trung thành ở bên và chia sẻ mọi xúc cảm. Đối với chúng, bạn vừa là bố mẹ, vừa là bạn bè, vừa là người anh, người chị ruột thịt, thậm chí có thể là người yêu. Chúng thoải mái nhảy nhót bên bạn, chẳng chút đề phòng, để rồi lại chạy ra ngủ ngay dưới chân cùng tiếng gầm gừ hạnh phúc. Chúng ngồi đợi ở cửa rồi chạy loanh quanh trong phòng cả ngày, chỉ đợi đến lúc bạn tan làm trở về để chạy ra đón. Chúng cũng chẳng thèm đề phòng mà nằm ngửa để bạn vuốt ve phần mà từ khi sinh ra bản năng chúng đã mách bảo là phần dễ tổn thương nhất. Chúng thậm chí còn cảm nhận được ngày hôm nay của bạn đang không theo đúng kế hoạch, và thế là bắt đầu rụt rè tiến lại gần, nhẹ nhàng xúc vô lòng bạn mà liếm láp. Chúng nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn rơi và điều đầu tiên chúng làm là lại gần, im lặng chạm nhẹ an ủi. Một chút suy ngẫm, những ngày tháng sống chung cùng lũ bạn bốn chân, cùng những lần tiếp xúc với một vài cô bạn đã dành cả thanh xuân chỉ ở nhà trong lũ này, đã khiến tôi nhận ra một vài điều nhỏ nhặt. Bạn lỡ yêu chúng, chẳng phải là lúc mà chúng tỏ ra nũng nịu đáng yêu, chẳng phải lúc mà bạn đang nằm trong phòng ấm cúng, thưởng nhạc và ôm chúng vào lòng. Bạn yêu bởi khi mà tưởng như là tâm hồn đã vỡ vụn, tâm trí thì đã chạm đến điểm tối đen nhất, thì lại có một sinh vật chỉ lặng lẽ nằm đó, chờ đợi và kiên nhẫn nghe trái tim thổn thức. Chúng chỉ lặng lẽ nằm gọn trong lòng và nghe những tiếng khóc nức nở, nhìn nỗi đau đến và đi như là những đợt sóng biển, và cùng ta đứng dậy mỉm cười với thế giới vào ngày mai. Có lẽ ai cũng cần một người, một sinh vật, một nguồn năng lượng như thế trong đời, để khi mà mọi ký ức chỉ còn là tàn tích ở trong một khoảng không gian vô tận, thì ta vẫn nhìn thấy trái tim mềm yếu được xoa dịu và chữa lành. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này, và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderdom.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.